Mình chắc chưa? Hôm nay mẹ mình làm lẩu nha. Mẹ bỏ tỏi vô chứ. Để xào. Mùi thật là thơm. Đi tỏi cho nó vàng, cho nó thơm. Sau đó mẹ mình sẽ bỏ cà chua được nhầm nhuyễn ra bỏ vào. Từ cho tỏi vàng cái đã. Đúng rồi. Chú ý cái màn hình kìa. Camera cơ kem. Cameraman chứ. Cameraman kem đang quay mà nghe chế biến món lẩu. Lẩu này lẩu ngọt nha, chua ngọt, chua ngọt ngọt nha mọi người. Không có làm cay gì bạn kem không có ăn được. Không ăn cho nên gì? Không có để bột ớt mà chỉ cháy bằng đây. Tỏi nó. Tỏi nó bắt đầu vàng rồi mình cho cà chua bằng nhuyễn vô. Chỉnh vô nha, 1, 2, 3. Mình có thể chỉnh cái nút xuống nhịp. Nút tim nhịp thứ 2. Con nhìn vô màn hình con canh á. Mình cháy cái nó lên rồi cà má. Mình xào cái cà chua này cho nó vàng. Nó vàng cái nước súp đó mọi người. Chú ý quay ngay cái lẩu thôi, đúng rồi. Giống như cà chua. Rồi mình cháy cà vàng. Thì mình chế nước. Nước đã đun sôi. Nước sôi mình đã đun sẵn. Đây nước sôi đã đun sẵn đằng kia. Mẹ mình sẽ đổ nước sôi đun sẵn vào. Đổ vào. Mẹ cẩn thận khổng. Đấy. Nồi lẩu này dùng cho hai người ăn nha mọi người. Nước đã luôn. Rồi. Sau đó mình đem muối đường. Muối viên đường vào. Ngồi quay đi chứ đừng quay mũi chân. Muối ớt muối iốt nha mọi người. Đây muối iốt. Do là khói nó đang bốc lên cho nên là camera hơi là không thấy được. Hơi màn hình hơi mờ. Con đây nè, con qua phía đứng này nè. Con ngồi con chứ con chứ con mỏi chân. Dở lắm. Đúng rồi đó. Thích không? Đừng có cầm cái camera cho nó chắc. Một muỗng canh đường. Canh đường bỏ vào. Sau đó mình một vài giọt nước mắm nha. Về dọn nước mắm cho nó đậm đà cái nồi lẩu của mình hơn. Ôi ôi nhìn kìa, như lẩu ở trên gian nước nóng đó. Mẹ ơi, giống như lẩu của người ta nấu ghê luôn. Rồi sau đó mình nếm thử cái nước dùng lại xem coi là đã vừa chưa hem. Rồi cho nước dùng nó, nước lẩu nó sôi lên lại. Canh luôn mẹ ơi. Cho vô một ít quế cho nó thơm. Có cái lẩu mà bắt đầu nó sôi lên. Khi cái lẩu nó sôi trở lại thì mình vớt bọt ra. Nó bắt
đầu, bây giờ nó bắt đầu sôi rồi nè mọi người. Bắt đầu sôi lên. Mình vớt bọt. Kèm với lẩu thì mình đi siêu thị mình mua bún này nè mọi người. Đây, bún tươi. Bún tươi sau đó mình nấu nước sôi xong sau đó mình để bún vô mình trụng. Đây. Đây là bún đã trụng xong nè. Và mình ăn kèm với rau, rau muống, bắp cải, cà chua. Đó. Bây giờ cái lẩu đã sôi rồi mình vớt bọt ra ha, mình vớt bọt bớt. Khi ăn bắt đầu ăn mình nhúng rau vô ha, mình để rau vô rồi mình ăn kèm với bún, nước chấm nước nước mắm nguyên nguyên chất nha mọi người, không có là pha ra, mình với nước mắm nguyên chất, mình gọi là nước mắm mặn đó. Cái này ăn với nước mắm mặn thì ngon hơn là ăn với muối ớt ha. Viên bò viên và tôm đều chín hết rồi, bây giờ mình bắt đầu ăn. Chúc mọi người có một bữa trưa ngon miệng nha. Bây giờ mẹ và các em bắt đầu ăn trưa với một món lẩu đơn giản. Bye bye mọi người. View món lẩu chua ngọt đến đây là kết thúc. Xuân Mỹ và cô Kem xin chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc.